Có thể nói, 2018 là một năm rực rỡ của điện ảnh thế giới với hàng loạt các tác phẩm xuất sắc ở nhiều thể loại khác nhau. Chúng ta đã có một bộ phim siêu anh hùng được đề cử Oscar. Chúng ta còn có một siêu phẩm về chủ đề phân biệt chủng tộc. Người ta liên tục nói về sự xuất sắc đến mức hoàn hảo của Roma, đến nỗi buồn giữa lòng Nhật Bản của Shoplifters. Tuy nhiên, còn có một tác phẩm khác, ít ồn ào hơn, ít đại chúng hơn, nhưng đủ sức để làm lay động trái tim của bất kỳ ai xem nó, Capernaum. Capernaum là một bộ phim của Liban, được đạo diễn bởi Nadine Labaki, một đạo diễn nữ mới 45 tuổi. Đây mới chỉ là bộ phim thứ tư của cô, tuy nhiên nó đã đủ sức để đem về cho Nadine một đề cử Oscar danh giá. Thật vậy, bộ phim kể về cậu bé tên Jane, 12 tuổi, đã kiện cha mẹ mình vì đã sinh ra em trên đời là một tác phẩm quá đỗi tuyệt vời. Với nhịp phim chậm rãi và lối kể tự nhiên, rất ít nhạc nền và plot twist ấn tượng. Khoảng 30 phút đầu bộ phim, người xem có thể cảm thấy buồn chán. Nhưng khi bi kịch ập đến dồn dập, từ trạng thái thờ ơ, dần dần khán giả chuyển thành trạng thái không thể rời mắt khỏi phim và cuối cùng là rơi nước mắt vì quá cảm động. Lấy bối cảnh của Liban, một quốc gia Trung Đông ở thế kỷ 21. Không phải quá khứ, không phải tương lai, mà ở ngay hiện tại. Trong cùng một thời điểm, một nửa thế giới đang bàn luận về công nghệ thực tế ảo, về tai nghe không dây của Apple có giá cả nghìn đô, nhưng nửa còn lại đang nghĩ làm thế nào để sống sót được sang tháng tới. Trên thực tế, Liban không phải một quốc gia nghèo. Thủ đô Beirut của Liban trông giống như một thành phố châu Âu, với những thanh niên trẻ mặc đồ hiệu và những buổi tiệc thâu đêm suốt sáng. Nhưng cũng giống như hầu hết các quốc gia Trung Đông khác, khoảng cách giàu nghèo tại quốc gia này vô cùng mãnh liệt. Dưới bóng của những thành phố hào nhoáng, lấp lánh ánh đèn, với những lời ca ngợi là quốc gia đang lên sau nội chiến, Liban vẫn ngập tràn những khu ổ chuột và cùng với đó là tầng lớp những con người thu nhập thấp với cuộc sống vô cùng khó khăn. Một trong những cảnh đầu tiên của Capernaum là một cảnh quay góc rộng từ trên cao, chiếu xuống một khu ổ chuột bẩn thỉu với những mái nhà lụp sụp. Những đứa trẻ chơi đùa trên nền nhạc dầu dĩ, đủ để biết số phận của chúng rồi sẽ ra sao. Lũ trẻ mặt mày cáu bẩn, quần áo cũ kỹ, chạy qua những con đường ngập rác, những cầu thang rỉ sét, chơi bằng những vật dụng tự chế cũ kỹ nguy hiểm. Ở tuổi 11-12, chúng phì phèo trên môi những điếu thuốc rẻ tiền như một thú vui hiếm có. Không có máy tính hay những sân chơi thể thao, việc duy nhất chúng làm là đập phá đồ đạc trong những căn nhà đổ nát, nơi mà chủ của nó đã chết hoặc không còn đủ sức để chi trả. Chỉ một cảnh ngắn ngủi cũng đủ để cho ta thấy một cái nhìn bao quát nhất về số phận của những đứa trẻ xứ này. Không được đi học, không được yêu thương và chỉ bảo đúng cách, chúng lớn lên như một đám cỏ dại và cũng chẳng nhìn đi đâu xa. Bố mẹ của chúng là những tấm gương soi chiếu rõ ràng nhất về tương lai của chúng. Những đứa trẻ không được chỉ bảo tử tế, còn quá nhỏ để làm bất cứ việc gì, đã bị đẩy ra ngoài thế giới một cách tàn nhẫn. Rồi chúng sẽ lớn lên và trở thành những người lớn thất bại, nghiện ngập, nghèo khó, chật vật mưu sinh. May mắn thì chúng sẽ được sống một cuộc đời vạ vật. Còn không may thì chúng sẽ vào tù, giống như anh trai của Jane, bởi một tội nào đó mà có lẽ mẹ hay cha của chúng cũng từng mắc phải. Tiêu đề Capernaum có nghĩa là Chaos hay hỗn mang, là đấng toàn năng trong thần thoại Hy Lạp, đồng thời cũng ám chỉ thị trấn bên biển hồ Galilee, nơi mà theo kinh thánh là vùng đất của Chúa Giê-xu đã từng sống, chữa lành bệnh cho một số người. Cụm từ này về sau được dùng để biểu thị với ý nghĩa là sự hỗn loạn. Sự song hành giữa Giê-xu và bộ phim hiện thực này rõ ràng là một sự mỉa mai. Hiện thực càng đen tối bao nhiêu, thì con người lại càng khát vọng vào những điều huyễn tưởng bấy nhiêu. Càng đi sâu vào bộ phim, tư tưởng về Capernaum lại càng trở nên rõ nét, bởi tất cả những con người khốn khổ trong bộ phim đều mơ về một Capernaum hào nhoáng để giúp họ thoát khỏi cái khổ. Người Syria muốn di cư sang châu Âu để thoát khỏi nội chiến. Người châu Phi cũng rời khỏi đất nước của họ để tìm kiếm sự sung túc no đủ ở bất cứ nơi đâu. Tất cả đều có một ảo mộng về Capernaum và giấc mộng càng tươi đẹp thì hiện thực lại càng nghiệt ngã. Jane là nhân vật chính và là nhân vật trung tâm của bộ phim. Từ góc nhìn của Jane, chúng ta bước ra và ngắm nhìn thế giới của những con người ở tầng lớp thu nhập thấp với đủ sự tàn nhẫn của nó. Vừa vào đầu phim, cậu nhóc bé con đã làm người ta bất ngờ khi bị còng tay và dẫn đến tòa án, nơi có rất nhiều người lớn. Đứng ở đó, Jane đã dõng dạc nói, cậu muốn kiện cha mẹ mình, kiện họ vì đã sinh ra mình. Một câu nói vô cùng ngây ngô nhưng lại khiến tất cả mọi khán giả vô cùng sửng sốt và bắt đầu tò mò hỏi tại sao. Jane đến từ một gia đình không có hộ khẩu và đông con sống trong một xóm nghèo. Cha mẹ Jane sống một cuộc sống khốn khổ với đồng lương bèo bọt của những công việc làm thuê, làm mướn bất hợp pháp, không đủ để nuôi thân. Anh trai cả của cậu bé thì đã vào tù. Dưới cậu còn có 2-3 đứa em, đứa lớn nhất chỉ nhỏ hơn Jane 1 tuổi, đứa nhỏ nhất thì còn chưa cai sữa.
tất cả đều không có hộ khẩu, không chứng minh thư, thậm chí giấy khai sinh cũng chẳng có. Và theo lẽ thường tình, họ sẽ không được chính quyền Liban bảo hộ. Đứa trẻ 12 tuổi có cơ thể nhỏ con như chỉ 9, 10 tuổi, cơ thể gầy còm, hai cánh tay nhìn như những cây củi. Poster của bộ phim tại Trung Quốc là một gương mặt trẻ con sáng sủa, đôi mắt đẹp và nụ cười rất tươi, nhưng trong phim thì ngược lại. Thằng nhóc rất ít cười, gần như cả phim, mặt nó đăm đăm. Đôi mắt nó phủ một tầng xương, với cái nhìn thấu suốt mọi sự, cứ như là của một người lớn đã 30, 40 tuổi. Và rõ ràng không chỉ là ở gương mặt. Ở độ tuổi 12, Jane đã biết đi làm thuê để kiếm tiền nuôi gia đình. Từ công việc khuân vác cho đến hàng tạp hóa, đến những công việc bất hợp pháp như điều chế thuốc cấp, hoặc những công việc chẳng kiếm được mấy đồng như bán nước quả tự chế trong những chiếc cốc nhựa dùng một lần cáu bẩn. Jane là một cậu nhóc thông minh và vô cùng tình cảm. Khi còn ở nhà, cậu thương em gái và luôn tìm cách để tạo ra một cuộc sống tốt nhất cho em. Khi thấy Saha có kinh nguyệt lần đầu tiên, Jane đã dặn em phải giấu thật kỹ, nếu không sẽ bị đem bán cho Asad, người chủ nhà, đồng thời cũng là người sở hữu tiệm tạp hóa nơi mà Jane làm thuê. Khi sang ở với Jonas và Rahil, rồi giữa chừng Rahil bỏ đi đâu mất, Jane đã xách theo Jonas theo mình đi khắp nơi và tìm mọi cách để đứa trẻ không bị đói, dù có phải bán thuốc cấm. Hình ảnh đứa bé con ngồi trong cái nồi, được đứa lớn kéo đi khắp mọi nẻo đường, vừa buồn cười nhưng cũng vừa đáng thương. Vì quá khổ, Jane đã nhiều lần muốn bỏ Jonas. Nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy đứa nhóc với khuôn mặt ngây thơ đuổi theo mình, Jane không đỡ lòng nào bỏ đi. Đến khi buộc phải đem đứa bé cho người khác nuôi, Jane vừa cầm tiền, vừa đưa tay lên quệt nước mắt. Đứa trẻ với một trái tim tử tế, giống như một ánh sáng le lói trong bóng tối nhọc nhằn, khổ đau của những con người khốn khổ. Điều thú vị nhất là Jane được xây dựng với lòng tốt và một trái tim biết yêu thương, nhưng vẫn không mất đi tính chân thực. Giống như bất kỳ đứa trẻ nào lớn lên trong những khu ổ chuột, Jane đôi khi cư xử khá bạo lực và hay chửi bậy. Tuy nhiên khi cần, nó vẫn luôn giữ lòng tự trọng của mình. Bằng chứng là khi không tìm được việc và được người khác cho đồ ăn trên đường, Jane cũng nhất quyết không lấy. Chính sự kiên cường và nguyên tắc đã khiến cho nhân vật này khác biệt và dễ đồng cảm. Jane đại diện cho số phận mà cậu không có quyền được lựa chọn, nhưng đồng thời là nhân vật của sự đấu tranh, của niềm hy vọng. Không chỉ một lần, Jane đã muốn thoát khỏi số phận nghiệt ngã mà ông trời đã an bài cho mình. Lần thứ nhất là khi Jane nhìn thấy những đứa trẻ khác được đi học và về xin bố mẹ cho mình được đi học. Lần thứ hai là khi biết được em gái mình sắp bị đem bán, Jane đã lên kế hoạch để hai anh em trốn đi cùng nhau. Lần thứ ba, trốn không được, Jane đã bỏ nhà ra đi. Lần thứ tư là khi nghe nói về việc di cư đến Thụy Điển, cuộc sống sẽ tốt hơn và Jane đã làm việc không ngừng nghỉ để thực hiện được giấc mơ huyễn tưởng đó. Và lần thứ năm là khi tất cả đã lao vào đường cùng, Jane đã kiện bố mẹ, gần như không một khoảnh khắc nào mà Jane ngừng hướng đến một tương lai tốt hơn. Cũng như nhiều người Trung Đông, dù cuộc sống quá khó khăn, họ vẫn luôn hy vọng vào tương lai. Và có lẽ cuối cùng, sự đấu tranh của Jane cũng được đền đáp. Ở cuối phim, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Jane đã cười. Chính là nụ cười trên poster được công bố. Trả lời bài phỏng vấn với tờ Los Angeles Times, đạo diễn Labaki nói rằng có thể đây là một kết thúc tốt đẹp, tiếng nói của Jane đã được lắng nghe. Có lẽ Capernaum không chỉ là sự mỉa mai, có lẽ thật sự có một Capernaum nào đó trên đời, một niềm hy vọng nào đó, miễn là mỗi con người đều không ngừng đấu tranh cho số phận của mình. Hoặc cũng chẳng có Capernaum nào cả. Hiện thực vẫn vậy, phần lớn những đứa trẻ vẫn sống và chết trong câm lặng mà chẳng ai nghe thấy tiếng của chúng đang la hét và khóc than. Một điều đặc biệt là diễn viên thủ vai Jane là Jane Al-Rafea cũng có một số phận tương tự với nhân vật mà cậu bé đóng trong phim. Rafea sinh ra ở Dara, Syria trong năm 2004, trước khi gia đình cậu chuyển đến Liban vào năm 2012. Là một người tị nạn Syria, cậu bé lớn lên trong khu ổ chuột ở Beirut cùng cha mẹ. Jane đã sống ở Liban trong 8 năm cho đến năm 12 tuổi và không biết chữ trong quá trình sản xuất Capernaum. Số phận của Jane và Jane Al-Rafea cũng tương tự nhau. Có lẽ chính vì vậy mà diễn xuất của Rafea mới chân thực đến mức nổi da gà, khiến cho tất cả khán giả đều phải rung động mãnh liệt. Vào tháng 11 năm 2018, đạo diễn Nadine Labaki đã nói rằng tình hình của Rafea đã thay đổi. Cậu nhóc này đã có hộ chiếu, được tái định cư ở Na Uy và được đi học. Đây là một kết thúc tốt đẹp cho cả hai Jane và mang thêm những hy vọng cho những đứa trẻ có số phận tương tự. Rahil, hay còn được biết đến với cái tên là Tikest, sinh ra ở Ethiopia, một đất nước châu Phi nghèo khó, chó ăn đá, gà ăn sỏi. Tikest không còn lựa chọn nào ngoài rời khỏi đất nước của mình để mưu sinh với tham vọng đổi đời. Tuy nhiên, cô cũng không đến được đâu cao sang. Không phải châu Âu, mà cũng chẳng phải nước Mỹ. Nơi mà Tikest đến là Liban, một đất nước cũng không giàu hơn Ethiopia được là bao.
Rồi cũng chính tại nơi đây, Thiges lại lâm vào một bi kịch khác, có thai ngoài ý muốn. Vì quá sợ bị tách khỏi con mình, Thiges đã ôm con bỏ trốn, lang thang ở một đất nước xa lạ với không hộ khẩu, không visa. Có những lúc, người ta thấy được hình bóng của fanzine của vở kịch Những Người Khốn Khổ trong Thiges. Để nuôi được hai đứa trẻ nheo nhóc, chỉ đi làm người dọn dẹp thôi là chưa đủ. Thiges đã phải bán đi mái tóc của mình, rồi đi làm những công việc mặt dẹp bất hợp pháp. Nhưng nếu fanzine của Pháp là thế kỷ thứ 19, trước cách mạng Pháp, còn Thiges là của thế kỷ 21. Cách nhau cả mấy thế kỷ, nhưng hoàn cảnh của cả hai cũng chẳng khác nhau là bao. Thiges là hình mẫu điển hình cho những người nhập cư trái phép ở khắp nơi trên thế giới. Cuộc sống bấp bênh, không được xã hội bảo vệ và rõ ràng, việc liều mình rời khỏi quê hương cũng không giúp họ đổi đời. Đến cuối cùng, Thiges cũng bị trục xuất khỏi Liban và phải trở lại quê hương. Liệu cô sẽ an phận ở lại Ethiopia hay lại tiếp tục hành trình lang bạt ở một đất nước nào đó? Câu hỏi này có lẽ vẫn còn để ngỏ. Saha không xuất hiện nhiều trong tổng thể bộ phim. Thời gian người ta nhìn thấy cô bé 11 tuổi chỉ chừng hơn 10 phút, nhưng cảm giác day dứt mà Saha để lại thì có lẽ 2 tiếng là không đủ để diễn tả. Ở tuổi 11, Saha ngây thơ như bao đứa trẻ khác. Cô bé thấy ai đó là người tốt chỉ vì được cho thêm một ít cam thảo và một gói mì tôm. Vậy mà cô bé ngây thơ ấy đã chết vì băng huyết, là hậu quả của việc quan hệ với một người đàn ông lớn gấp đôi tuổi mình, người mà Saha phải gọi là chồng. Saha là hình mẫu điển hình cho những người phụ nữ Trung Đông. Hầu hết những cô bé này phải kết hôn từ rất sớm, thậm chí là ngay khi vừa có kinh nguyệt và với những người mà cô bé không yêu. Hoặc cay đắng hơn, có lẽ những cô bé con ấy còn chưa đủ lớn để biết yêu là gì. Họ giống như một món hàng của bố mẹ để đổi lấy một chỗ ở tốt, một vài con gà, một chút tiền mọn. Câu chuyện của Saha không mới và không phải mới chỉ được kể một lần. Hơn 10 năm về trước, tác giả Khaled Hosseini xuất bản cuốn Ngàn Mặt Trời Rực Rỡ với một câu chuyện tương tự về cô bé chưa đến tuổi trưởng thành, kết hôn với một người đàn ông bằng tuổi bố cô. 10 năm về sau, vấn đề này vẫn còn chưa một lần thôi nhức nhối. Giống như Asad, ông chồng của Saha nói rằng, ở đây, ai mà chẳng kết hôn ở tuổi này? Mẹ kế của tôi cũng vậy, mà bà ta có chết đâu? Việc này ở Trung Đông phổ biến và nó được coi là bình thường. Nhưng những cái mà nhiều người sai không có nghĩa là nó đúng. Rõ ràng, các quốc gia Trung Đông còn phải nỗ lực rất nhiều để ngăn chặn tình trạng tảo hôn nhằm bảo vệ cuộc sống của phụ nữ nói chung và những trẻ em gái nói riêng tại khu vực này. Là một bộ phim phản ánh hiện thực, có rất nhiều vấn đề xã hội được đề cập đến trong phim như vấn đề lừa đảo, nhập cư trái phép, tảo hôn và v.v. Tuy nhiên, phần này vấn đề cần được nhắc đến có lẽ chính là điều đã mở đầu cho bộ phim. Vấn đề quan hệ tình dục không an toàn và sinh đẻ không có kế hoạch dẫn đến những bi kịch khác nhau. Với Thiges, việc sinh đẻ không suy nghĩ đã dẫn đến bi kịch của cuộc đời cô. Jonas ra đời mà không được cha nó chấp nhận. Cô thì mất việc, và dù rất yêu thương con mình, nhưng Thiges cũng không thể cho Jonas một cuộc sống tốt. Gia đình nhà Jen còn buồn hơn thế rất nhiều. Nhà quá đông con dẫn đến việc những đứa trẻ không được yêu thương đúng cách, không được học hành tử tế. Chúng không là gì ngoài một công cụ để bố mẹ kiếm tiền, liên tục bị đánh đập và trưởng thành cũng chẳng ra sao. Cuộc sống của những đứa trẻ này giống như ở dưới địa ngục vậy. Đó là lý do khi Jen nghe tin mẹ mình có thai và sẽ được đặt tên là Zaha, Jen đã gần như vỡ òa trong cơn giận dữ. Tôi muốn những người lớn không thể nuôi nấng con cái của họ thì đừng có sinh con ra nữa. Tôi sẽ nhớ được những gì nhỉ? Bạo lực, lăng mạ hay đánh đập? Bị đánh bởi dây xích, ống điếu hay thắt lưng sao? Rõ ràng, những đứa trẻ này không hề mong muốn được ra đời. Chúng không đáng phải chịu đựng việc sinh ra để rồi bị đối xử tàn nhẫn và trưởng thành theo cách mà chúng chẳng hề mong muốn. Bởi ngay chính bố mẹ chúng cũng nói về cuộc đời của họ rằng, nếu cô mà sống như tôi thì có lẽ cô đã treo cổ chết ngay cho rồi. Thì tại sao lại muốn sinh ra những đứa trẻ và bắt chúng phải sống một cuộc đời đáng treo cổ như thế? Tạm gác lại câu chuyện về xứ Trung Đông, hãy cùng phóng mắt ra một nơi khác. Đầu tháng 5 vừa qua, bang Alabama của nước Mỹ vừa thông qua đạo luật cấm phá thai, kể cả trong trường hợp bị cưỡng hiếp hay loạn luân. Vậy ai trong số tất cả mong muốn đứa trẻ được sinh ra? Người mẹ, người đã muốn từ bỏ khi nó mới bắt đầu. Đứa trẻ, lớn lên với một cuộc sống đầy những chông gai. Hay đó là những người lạ, người không chu cấp một đồng nào cho những cái thai ngoài ý muốn đó. Sinh đứa trẻ ra để làm gì, rồi nhiều năm sau, chúng cũng sẽ đứng ở phiên tòa và nói rằng tôi muốn kiện bố mẹ mình vì đã sinh ra tôi. Ít nổi đình đám như Roma hay Shoplifter, tuy nhiên, rõ ràng Capernaum là một bộ phim chạm đến những cảm xúc sâu kín nhất của con người.
Chính vì vậy, nếu bạn chưa xem bộ phim này, thì mình nghĩ các bạn nên xem ngay để có một cái nhìn bao dung hơn về Liban nhé. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với Phê Phim, hãy ấn nút subscribe và bật thông báo để không bỏ lỡ video nào của bọn mình trong tương lai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.